Thiệt ở đời không biết làm sao cho vừa lòng thiên hạ. Ở rộng người ta cười mình dại, ở hẹp người ta keo kiệt bủng xỉn. Nghèo thì bị khinh khi, mà giàu thì bị ganh ghét. Bởi vậy ai có dèm pha dị nghị cũng mặc người ta. Tôi cứ an phận thủ thường, miễn là cơm no ngày hai bữa, tắm rửa ngày ba lần là đủ rồi. Bà con nghĩ coi, đâu phải tự dưng mà tôi trở thành người giàu có được. Phải bòn tro đãi trấu nè, ăn mắm múc dòi, đồng tiền nó mới chui vô túi. Phải biết cách nhốt nó lại. Mua một con cô, tôi ăn tới 4 ngày lận. Ngày thứ nhất á, tôi ăn cái đuôi. Ngày thứ hai tôi ăn một bên. Ngày thứ ba tôi ăn một bên. Ngày thứ tư cái xương nó rụt, tôi ăn luôn xương không có bỏ miếng nào hết. Tính vậy mà còn hao đó chứ. Đi tôi cũng phải đi cho nó nhẹ nhàng, cho dép nó lâu mòn. Quần áo mỗi tháng giặt một lần cho nó lâu hư. Tôi sợ phải nhìn đồng tiền trong túi tôi, nó chấp cánh chim bằng bay đi không bao giờ trở lại lắm. Nhưng mà khổ nổi, trên nó vừa cháy nhà, mà hỡi mỗi lần có cháy nhà là có nạn quyên góp. Mấy ngày nay tôi ăn không được, ngủ không yên. Hồi sáng cân thấy sụt mất hết 3 gram thịt. Nhà có mướn thằng ở để ra vẻ là chủ nhân ông, nói là mướn chứ thật sự tôi đâu có mất mát gì đâu. Ngủ thì nó ngủ ngoài hàng ba, ăn thì nó ăn cơm thừa cá cặn của tôi. Quần áo thì mỗi năm tôi bố thí cho nó một bộ đồ cũ rách, vậy mà nó không dám đòi hỏi gì hết. Nhắc tôi nó tôi mới nhớ, thằng này coi vậy mà nó sáng dạ thông minh, biết đâu nó có ý kiến hay giúp mình thoát được cái vụ quyên góp này. Được rồi. Kiệt à, Kiệt. Dạ, ông mời con có điều chi học hỏi? Ủa không, dạy bảo à. Mày chết mày bây giờ cho học hỏi hả mày? Nè, quét nhà chưa? Dạ chưa. Làm biếng hả mày? Dạ không có đâu. Ông nói vậy là quan cho con lắm. Đâu phải con làm biếng, mà tại vì cây chổi ở nhà hết rồi trơn, con đem đi bỏ nên không có chỗ xài. Trời ơi, mày xài phí quá đi. Đó là cây chổi tao mới mua hồi năm rồi. Dạ một năm trời có 365 ngày, mỗi ngày trong nhà quét ra ngoài ngõ thì chổi nào chịu cho nổi đây ông. Tại vì mày quét quá mạnh tay, cho nên cây chổi mới mau hư cách kỳ. Rồi mày quăng cây chổi ở đâu? Dạ sao hè? Trời đất ơi, lấy vô bó dạ. Lá cây quét tạm. Sao hôm nay mày không phá trà? Dạ trà hết rồi. Trời đất ơi, gói trà bánh U Thái Đức tôi mới mua hồi tháng trước, có 30 ngày mà nó xài hết gói trà bánh nú nửa lạng của tôi rồi. Rồi mày đổ cái xác nó ở đâu? Dạ dạ thưa ông, con đổ xác trà ở bụi chuối á. Hột đem vô phơi nắng cho nó khô rồi phá tiếp cho tao. Dạ, như vậy là trà tái sinh hả ông? Không cần biết tái sinh hay tái nạm gì hết trơn á. Đã. Dạ. Mày lại đây tao hỏi cái này nè. Dạ. Mấy ngày nay đó có ai đến đây quyên góp gì không? Dạ có mấy người ở hội từ thiện đến đó ông à. Trời ơi. Nhưng con nói ông đi vắng, chắc hôm nay họ trở lại đó. Trời ơi, cái đó mới khổ cho tao, không lẽ cứ đi trốn hoài sao? Việc gì phải trốn ông? Ông cứ nói là nhà ta hết tiền rồi, rồi gạo cũng không có luôn, quần áo cũng không có sắm, yêu cầu họ đừng đánh nữa thôi. Ngặt nhà mình như vậy mà than hết tiền hết gạo họ đâu có tin. Vậy chứ ở đời này thiếu gì người ăn mặc bảnh bao mà trong túi không có cát nào hết trơn á. Cũng như có người tiền thì đầy túi mà cứ làm ra vẻ nghèo nàn che mắt thiên hạ. Đó là những con người keo kiệt bủn xỉn, những kẻ nô lệ cho đồng tiền, rồi những kẻ... Thôi mày, xỏ xiên tao hả mày? Dạ, con đâu dám xỏ xiên ông. Con chỉ nói lên một sự thật đau lòng mà con thấy. Nè, tao đuổi mày ra khỏi nhà tao ngay bây giờ. Đồ khốn nạn. Ông ơi, tội nghiệp con bà ơi. Ông ơi, ông đuổi con rồi, con ở đâu đây? Con lỡ dạy, con nói điều gì xúc phạm, xin lòng bỏ qua cho nghe ông ơi. Muốn sống với tao thì phải nghe lời tao. Dạ. Bây giờ mày phải thay tao để lo tiếp đón.
đối phó đánh hoàng. Chờ khi họ đến quyên góp bạc tiền cứu nạn thiên tai, nhà trai xuống trên từ chối cho tao. Nghĩa là khi họ lại con nói ông vắng mặt, ngôi danh này mai họ lại qua. Vậy con biết phải nói sao bây giờ? Mày làm sao đủ khéo cho họ đi về, và kể từ nay không dám đến đây quyên góp nọ kia. Thân con ở đỡ không dám làm như vậy, hay là chính ông nói thẳng là xong ngay? Tao thì chậm chạp, không có miếng lanh lợi như mày, và lại từ chối nhiều lần rồi, bây giờ hơi khó nói đi. Có gì đâu mà khó ông. Nói với con vậy nè, tôi hết tiền rồi, không có tiền mua chổi, mua trà, mấy người không thấy sao? Bây giờ mấy người đi không? Không đi tôi xịt chó cắn à. Nhưng mà nhà mình đâu có chó mày. Dạ, con làm chó cho, con sủa cho. Thôi 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 thôi, không có được đâu. Bây giờ ông tính như vậy nha. Dạ. Khi họ tới đây á, con giả làm ông chủ nhà. Dạ. Để con từ chối với họ. Còn ông lánh mặt. À, ông ơi, không được đâu ông ơi. Sao vậy? Từ nhỏ tới giờ con chỉ làm người ở, bây giờ ông kêu con làm chủ, con biết nói làm sao, rồi con làm sao? Cứ tập đi. Trước hết á là vấn đề trang phục. Dạ. Ha, bây giờ nè mày lấy áo của tao. Đâu đây con thử ha. À, đâu mặc ông chủ cởi áo vô. Đi. À, đó. Rồi, đưa đó. Con ba. À. Đây con mặc vô nha. À. Đây, đây con thử coi giống không nha. Nè nè. Thấy không, thấy gì không? À. Thường ngày ông làm vậy nên nè. Thằng nào đúng không? Năng khiếu quá. Nhưng mà không có cái quần khó coi quá. Không, cái quần ông lát nữa vô bên trong. À, ông có bán nha cái quần trên móc đó. Dạ. À, lấy cái quần mặc vô. Dạ, đó, dạ, bây giờ dạ. Đó thì tạm như vậy đó ha. Dạ. Đâu bây giờ mày tao còn tao rồi nhắm rồi. Cha cũng ra vẻ chứ. Dạ. Nè, bây giờ mày đi tới đi lui cho tao coi. Đó đây nè, thì đó nè, đi nãy giờ nè. Đi chú quay một chút, quay lên. Đó, vậy nè, rút rút lên vậy ha. Quay lên. Rồi bây giờ mày kêu người làm coi. Rồi ai làm? Thì tao nè. Ông chủ hả? Thế cho con hả? Thì con kêu ha. Kêu đi. Ông đâu? Ra con biểu. Bậy, trời ơi, phải nói là bay đâu tao biểu. À, được không? Trời. Nhưng mà con đâu có ai làm người ở. Tao thì tao làm người ở chứ ai, tao đã nói rồi, sao thằng này lẩn thẩn quá. Không được đâu. Sao không được? Hỗn hào quá ông ơi. Con tuy nghèo nhưng rất trọng lễ nghĩa của ông. Ông là thương con làm sao con dám hỗn với ông. Nhưng mà tao đã cho phép thì cứ làm đi. Dạ, trong thời gian con đóng vai ông chủ nhà, con có quyền sai bảo ông làm bất cứ chuyện gì, cũng như ông đã sai bảo con trước đây, phải không? Đúng, mày cứ làm thử coi. Dạ, con làm nghe ông. Ờ. Bệ đâu? Dạ, ông chủ kêu em. Là gỡ dài ra coi. Dạ. Không có dài thí dụ hay không ha? Bộ đi làm bộ có dài mà để thí dụ. Rồi dạ. tiếp mày đâu? Dạ năm lần rồi. Dạ năm lần năm đã đã đây đâu nạn trời ơi đánh gì đó hả? Ra trời đất ơi sao mày đánh tao mày? Ủa cái này đang làm bộ ông nạn con làm giống ông đó. Nhưng mày phải nhẹ tay, đây là đóng kịch chứ đâu phải là thiệt. Ủa đóng kịch hả? Ừ. Có nghĩa là ông và con trở thành hai nghệ sĩ hả? Đang biểu diễn vừa dở tuồng bần tiện hả? Thôi mà sao mày hay nói nhiều lời quá mày. Dạ nói nhiều để chứng tỏ mình là một con người nhiều chuyện. Gì? Ông hình như có ai tới. Ôi một bóng hồng sa mạc, một nàng Barbara xinh đẹp, hay là một tử xúc chuông. Nè nè nè, chuẩn bị lại tư thế nghe không? Dạ. Nhớ đi đứng đàng hoàng, nói năng cẩn thận. Dạ. Ha, tao lánh mặt nè nè nè, nhớ vô lấy cái quần mặc vô rồi ra tiếp người ta đi. Rồi, chứ mặc gì ai coi. Ông vô đi để con tính. Giàu mà bủng xinh. Được rồi, trận này cho ông chủ mẹo mặc một bữa chơi bỏ ghét. Dạ, chào chú. Chú làm ơn cho tôi gặp ông chủ nhà. Ừ. Ông chủ nào? Dạ, ông chủ Keo đó. Ừ. Ông Keo á, không còn chủ nhà này nữa. Ủa? Mà kể từ hôm nay ông chủ nhà này là Kê Văn Kiệt. Ủa? Sao lại vậy kìa? Mới tuần trước,
chúng tôi có đến đây còn gặp ông chủ keo mà. Có gì đâu lạ cô. Thời buổi này thì lên rồi mấy hồi không được, nhưng lên mau thì xuống cũng lẹ. Ngày hôm qua tới hôm nay cách nhau 24 giờ quá đủ để cho thay đổi mọi điều. Từ ông chủ nhà trở thành đầy tớ, còn thằng ở thì trở thành gia chủ. Dạ nhưng mà... Dạ cô không tin phải không? Được, tôi sẽ cho cô thấy đây. Thấy cái thằng ở của tôi là thằng nào. Kêu. Dạ. Kêu. Dạ. Lên tao bảo nè. Đi, lẹ lên. Cái gì mà đi như người bệnh thủng vậy mày? Dạ, dạ thưa ông chủ, gọi em. Gọi mày chứ không phải gọi tao. Dạ thì ông chủ nói cho rành mới biết. Nín câm cái miệng. Nói một tiếng là nín liền. Trả treo hả mày? Đồ khốn nạn. Trong lấy nước pha trà đãi khách à. Mà thôi đi, cô đây chắc không quen uống nước trà. Vậy mày lấy tiền mua hai chai nước ngọt cho cô ta uống. Biết không? Chủ ơi, đi lẹ lên. Chủ ơi, đồ khốn. Đồ khốn. Đi. Cô thấy đó. Bất ngờ biết bao, tôi không ngờ hai đôi làm lùng. Đó là chuyện lúc nào phải có từ xưa nay. Khi mình làm lớn mà bất tài thất đức, không làm được việc gì thì phải xuống cho người khác đi lên. Ông nói vậy là sao? Có chuyện gì bí ẩn trong này? Có gì đâu cô, xin cô chớ để lòng làm chi. Hôm nay tôi đứng làm cũng vì chuyện hôm trước. Chuyện gì? Ông chủ có sẵn lòng như đã hứa những lần trước đây. Cô đến đây là để quyên góp tiền thiên tai bão lụt miền Trung và vụ hỏa hoạn ở xóm trên có phải không? Dạ đúng vậy. Thưa ông chủ, chúng tôi muốn kêu gọi đến lòng từ thiện của mọi người. Cô khỏi lo. Hãy ghi vào sổ đó, tôi giúp cho 200.000 đồng tiền hỏa hoạn và 500.000 đồng cho thiên tai bão lụt. Ê, 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 cái thằng đó, mày làm ăn vậy đó mày coi được sao? Hả? Mua chạy khác, mua chạy khác cho tao. Gì vậy? Mày làm gì vậy? Đi, làm gì đứng đó mày rung. Đi, lẹ lên, tao đá mày chết bây giờ. Cô kìa, làm cái gì vậy? Chú ấy làm sao vậy? Cô đừng để ý đến nó. Thằng đó hồi đó nó bị té giếng đó. Bây giờ thỉnh thoảng cái nó lên cơn vậy đó. Bây giờ cô thấy ích lợi của sự thay đổi chưa? Chắc cô đã nhiều lần đến đây quyên góp tiền đều bị từ chối phải không? Dạ đúng như vậy. Ông chủ kêu quả thật là đúng với cái tên của ông ta. Bao nhiêu lần đến ông ấy đều từ chối. Còn trái lại thì ông chủ đây là một người thật tốt bụng và đầy lòng nhân ái. Tôi luôn nhớ câu lá lành đùm lá rách đùm lá tả tơi. Cũng như câu ca dao mà thở nhỏ tôi thường nghe mà. Mẹ tôi hát như vậy nè. Nhiều điều phụ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Đó, bởi vậy dù trong nhà tôi bây giờ chỉ còn có cái áo này là tốt nhất, nhưng tôi cũng xin cởi tặng cho cô. Cô gửi những người bị hỏa hoạn đi, gửi giùm tôi đi. Khoan, đừng cởi. Không cởi. Không có được. Câm cái miệng lại, đồ hỗn láo giả một cái chất bây giờ. Đầy tớ mà dám ngăn cản ông chủ là sao? Tao sẽ đuổi việc mày ngay. Câm miệng. Ôi trời ơi, ôi đau xót thân tôi, tim lòng đau như ai giờ.
cao xanh ơi ông bày cho trái ngàn này. Ông ơi ông có thấu chớ kêu chớ than gì nhiều, vì ông bày ra trước nãy lòng ta đã định rồi. Đây xin cô không ngại đem áo cho dùng dân đang cũng khó đời chờ ba. Thay mặt đồng bào nạn nhân quả quạng, tôi xin cảm ơn lòng tốt của ông chủ. Nhưng ông chủ còn có một cái áo này là tốt nhất thôi. Nếu ông chủ cho thì lấy đâu mà mặc? Ha, cô yên tâm đi, nhà tôi giàu lắm mà, tôi sẽ may cái khác. Và lại nếu dịp này mà tôi không chứng minh được lòng tốt của mình thì tôi sợ sẽ không còn có dịp nữa cô à. Khi đất nước còn nghèo, thiên tai lũ lụt còn đe dọa đồng bào ven biển miền Trung, thì ông lo gì mà không còn có dịp để chứng minh lòng tốt của mình. Trời ơi, ông chủ ơi, sao ông bẻ chĩa kỳ cục vậy? Ông chủ ơi, trời ơi, mày làm cái gì vậy hả thằng quỷ? Thì làm ông chủ chứ làm cái gì. Cô cứ yên tâm, cô cần gì nữa bây giờ cô cứ việc nói hết đi. Muốn cần bao nhiêu tôi sẽ giúp liền cho cô, thậm chí nguyên căn nhà này tôi cho luôn nữa. Dạ thôi, bao nhiêu đây là đủ rồi. Cảm ơn lòng tốt của ông chủ. Dạ. Hiện tại chúng tôi chỉ cần có bấy nhiêu thôi. Khi nào cần chúng tôi sẽ đến để kêu gọi lòng tốt của ông ạ. Sợ lúc đó tôi không còn làm chủ nữa. Ủa sao vậy? Chuyện đời mà, thấy vậy chứ không phải vậy. Mà nếu sau này tôi có trở lại thành người mà te tua đó, thì cô nghĩ như thế nào? Nhưng tại sao lại như vậy? Có gì đâu lạ. Nhưng tôi với thằng này, đây, tôi điển hình như thằng này. Lúc thì tôi là thằng ở, bây giờ tôi là chủ. Đó, thì sao? Đó, nó chủ tôi ở, bây giờ nó ở tôi chủ. Đó, tớ thầy, thầy tớ. Cái chuyện đời mà lên voi xuống chó mấy hồi. Tôi đã lầm. Gì làm? Tôi đã lầm rồi. Có gì làm? Trời hại tôi mà. Ông chủ ơi, ông coi chừng nữa. Một lát nữa rồi ông biết tay tôi. Ông chủ ơi, cắm miệng. Nói cho mày biết nha, chỗ người lớn nói chuyện không quyền xen vào nghe. Còn chót chét giả một cái không còn cái răng. Trời ơi, tức ơi là tức. Nín. Dạ, xin ông chủ đừng có chửi ông ấy tội nghiệp. Dù là người ở, ông ấy cũng là con người có danh dự. Danh dự? Cái thằng này nè, nó là một cái người đáng nguyền rủa với danh dự gì. Mà tôi có dịp này tôi mới có quyền chửi rủa nó mà thôi. Ủa? Sao lạ vậy? Tôi không hiểu. À, thì tôi nói với cô rồi, cuộc đời này lên voi xuống chó mấy hồi cô ơi. Nhưng mà cái chuyện đó không quan trọng. Bây giờ tôi hỏi cô nè. Yeah. Tôi nghe nói là bệnh viện đang cần một số máu để tiếp sức cho những nạn nhân bị phỏng nặng, phải không cô? Dạ đúng vậy. Nhưng ở đây chúng tôi chỉ có bổn phận quyên góp vật phẩm, còn máu thì... Cô đừng ngại, vì tôi đã quyết định rồi. Xin nhờ cô hãy trở về ngay bao dung cho tôi. Ngày mai tôi sẽ hiến dân. Hiến dân bằng cái gì? Tôi xin mà ông chủ chớ nên đã làm liều. Xin ông đừng quên lời của tôi. Chớ lắm lời Phật làm tôi tớ biết gì đâu mà dám xen vô. Người ta đang lúc khó khăn, máu tươi họ cần hiến ngay 1 lít cứu dân hộ nghèo. Ôi cứ gì chờ máu thì ông có quyền hiến dân thật nhiều, ăn nhầm chi ai. Lòng ai khi thương bao nhiêu, cũng cố mà quên thân mình. Nè xin cô chớ vội hiểu lầm, nào phải tôi hiến dân mà là chính nó mới có máu nhiều hơn tôi. Ôi nghe mà rã rời tay chân, sao hứa
người ta dâng. Ở đâu có mau mà cho, người tôi từ lâu ôm yêu, máu tôi màu đen tanh tình. Xin đừng tin mấy lời kia, tôi nào có mau mà cho. Trời ơi, tôi chết. Nó có xỉu. Dạ, thưa ông chủ, chuyện này thì... Cô đừng có lo, thằng này tuy ở đợ nhưng nó ăn toàn là cao lương mỹ vị không à. Mau tốt dữ lắm á. Tuy ngoài miệng thì nói vậy chứ trong bụng nó muốn làm điều thiện. Cô thấy chưa? Nó đang run rẩy vì sung sướng khi được hiến máu đó. Mà kỳ này hiến nghe nói tới thùng phải không? Dạ, ông chủ quả là một người tốt bụng. Nhưng mà... tôi chưa đưa tiền à. À, xin lỗi cô. Kèo! Ngồi dậy! Ngồi! Đưa gì quá đây cho ông! Móc ra! Lẹ lên! Đưa đây! Mày ở đây quạt cho... Để tao vào lấy tiền! Nha! À, đi nghe cô! Chết tôi rồi! Dạ! Đây! Dạ! Thưa cô! Đây là số tiền 1 triệu đồng! Dạ, tôi xin cảm ơn ông, nhưng ông chỉ giúp 700 ngàn đồng thôi. Tôi đã quen xài tiền chẳng rồi. Còn 300 ngàn tôi tặng riêng cho cô đó. Cô cứ nhận đi. À mà quên, còn đây cái áo nữa nè. Cô mặc luôn đi. Kìa, chết rồi, ông ấy xỉu rồi. Cô đừng quan tâm đến nó. Nó bị tăng xong máu một chút là nó hết thôi. Nếu vậy thì tôi xin phép. Dạ, chào ông chủ tôi đi. Cô cứ đi trước, tôi nôi bước theo sau. Ủa, ông đi đâu? Đi đâu hả? Tôi biết đi đâu bây giờ. Có thể về dùng gió cát hoặc lang thang trên cánh đồng ăn cỏ dài. Hả? Nhưng tại sao ông lại ra đi? Tại vì đã hết thời lên voi, bắt đầu tôi xuống chó. Ông chủ thật là người vui tính. Thôi, xin chào. Vây tay chào nhau. Vây tay. Vậy tay, dạ, ông vậy. Ui, tài. Ông khôn quá. Sao đánh con? Tao không ngờ nuôi ông tay áo nuôi khỉ dồn nhà mà. Rồi, bắt đầu cuộc đời xuống chó. Đáng đời còn lắm con ơi. Nhưng không, ta không thể mãi mãi làm tên nô lệ. Ngon là gì chứ mày muốn làm cái gì? Ông chủ, tôi nói cho ông biết, vừa rồi tôi đã làm trái với ý ông, nhưng lại làm thuận với lương tâm mình. Rồi đây mọi người sẽ nhớ đến ơn của ông qua số tiền mà tôi vừa giúp đỡ cho. Còn tôi sẽ ra đi. Mày đi à? Đúng hả? Đâu có dễ dàng như vậy hả mày? Mày đã làm tao mất tới cả 1 triệu bạc và một cái áo. Trời ơi, cả một gia tài khổng lồ. Bao nhiêu năm trời chắc chiêu gầy dựng. Khốn nạn, mày phải tính làm sao cho nó tròn. Nếu không ha, tao sẽ truy tố mày ra tòa về cái tội cướp đoạt tài sản của người dân lương thiện. Không có tòa nào xử cho ông đâu. Mà chính bản lương tâm của ông nó sẽ kết án hành động và lòng dạ hẹp hòi ích kỷ của ông đó. Ê, rồi bây giờ mày chửi tao nữa hả mày? Thằng bần tiện! Ông chủ, ông dùng danh từ sai rồi. Tôi bần hàng, bần cùng là vì tôi nghèo. Chứ tôi không bần tiện như ông. Im! Nín! Câm! Mày nên nhớ ở đây tao là chủ, chỉ tao mới có quyền nói. Còn tôi thì sao? Còn mày chỉ là kẻ ăn người ở, phải im lặng mà nghe. Đã hết lên voi rồi, bào xuống cho tức thì. Đồ cái thằng bội dông, mày là đồ bắt phong. Cớ sao ông chửi mắng tôi lỗi lầm gì đâu? Tao bảo mày một đàn, mày làm ngược rõ ràng. Ôi bạc tiền của tao, ôi ruột rà của tao. Thì ông cho tôi làm chủ mà, tôi muốn làm sao thì tôi làm chứ. Đồ phản bội, tao bảo mày một đàn, mày lại làm một nẻo. Bảo mày từ chối thì mày đem bạc triệu cho người ta. Mày biết tao chỉ còn có cái nói, mày cũng cho người ta. Đã vậy mày lại còn hứa hẹn cho máu nữa.
Rồi nếu người ta đến đây lấy máu thì máu ở đâu tao cho? Tao nói mày có nghe không? Tại sao vậy? Tại sao mày không trả lời? Mày câm hả? Làm biến nói quá. Chào ông chủ. À, ủa cô cần gì nữa hả? Cần mày, vô. Nín mày. Hết rồi mày. Nãy giờ chúng tôi đứng bên ngoài, vô tình lắng nghe và hiểu hết mọi chuyện xảy ra trong nhà này. Nhưng thưa ông, đồng tiền từ thiện chỉ có giá trị khi xuất phát từ tấm lòng. Anh bạn đây tuy là kẻ ăn người ở, một kẻ nghèo hèn, nhưng lại có một tấm lòng nhân ái. Chúng tôi xin ghi nhận một tấm gương sáng cho mọi người. Riêng ông chủ đây, xin ông cứ yên tâm. Đây là số tiền 1 triệu và cái áo. Chúng tôi xin trả lại cho ông, vì chúng tôi không thể nhận tặng vật khi chủ nhân không bằng lòng. Anh bạn xin được bắt tay một người bạn tốt. Chào em. Xin chào. Kiệt, mày đi đâu đó? Xin ông chủ cho phép tôi nói. Mày cứ nói. Cảm ơn ông. Tôi đi, tôi không muốn sống trong cái nhà này nữa. Tôi không muốn gượng ép đồng tình với sự keo kiệt bụng xỉn của ông. Ông giàu có mà ông không có lòng nhân đạo, không biết thương người khốn khổ. Tôi không muốn làm công cho ông nữa. Còn đi đâu đó thì chuyện riêng của tôi. Kiệt, đừng bỏ ông con ơi. Mày mà cũng bỏ tao thì tao biết sống với ai đây Kiệt ơi. Thì ông cứ sống với đồng tiền của ông đó. Tao biết rồi. Hành động dũng cảm của con đã làm cho ông càng thêm sáng mắt, dây dựng lương tâm. Bao ngày sống trong màn đêm mới hay ra mình đã qua sống ta bằng đèn. Giờ ông xin sửa lỗi lầm của ông, con chớ đi bà chi. Hay ở nhà giúp ông trở lại đường ngay. Ông chủ, ông nói thiệt hả ông chủ? Ông nói là ông con của mày đó. Ông đừng nói vậy, tội nghiệp con. Ông hối hận lắm. Ông sẽ đem số tiền này đến tặng cho hội từ thiện bằng tất cả tâm lòng con à. Hoan hô tinh tự giác của ông chủ. Cảm ơn con. Giờ đây ông đã hiểu, cuộc sống chỉ tốt đẹp hơn khi con người ta biết yêu thương và đùm bọc. Chứ còn ích kỷ nhỏ nhen, keo kiệt bủng xỉn thì sẽ bị mọi người rẻ khinh xa lánh. Từ nay trở đi, ông hứa là không nên ích kỷ tham lam, riêng mình sướng vui, chuyên tâm thương người không có cùng nhau kết đoàn. Giờ thì con đã thật tin lời, từ nay con giúp ông, ta cùng phấn đấu tiến lên. Mọi người ấm no. Ông chủ, con. Ông chủ, con. Xin lỗi ông hồi nãy con có nhiều lời trước mặt, ông đừng có giận con nghe ông chủ. Ông không giận con mà bây giờ ông thương con như là con ruột của ông gì đó. Ông chủ. Cái gì vậy? Chết rồi. Ai chết? Chết chồng tôi. Ai chết? Chồng tôi chết. Trời ơi, mới thấy đó mà chết đó. Nó bị gì mà chết? Ghen quá mà chết. Hả? Gì vậy? Ghen sao chết? Nó phải chết một mình, ông đâu chết 3-4 người. Cái chồng đó hả? Bà ơi, bà mệt quá. Chuyện gì bà nói ra coi, sao mà ông ghen, sao mà ông chết? Đau đớn quá ông Tư ơi. Ông ghen ai? Ông ghen tôi. Ghen bà với ai? Cha hai cãi. Bà với hai cãi có chuyện gì mà ông ghen? Có ghen là chuyện bình thường, không có mà ghen mới là chuyện lạ. Thôi bà ơi, bà nói đàng hoàng đi, làm sao không có được. Có gì đâu, ông có không tin tôi hả ông Tư? Không phải là không tin, tôi biết tánh cha ba mà.
chả mà không thấy được cái chuyện gì đó là chả không bao giờ nói đâu. Đâu mà có chuyện gì mà nói thiệt, bây giờ tôi giúp cho. Cái chuyện nó đơn giản quá đi. Gì? Cha hai cải bị trúng gió. Sáng sớm mò qua nhờ tôi lấy gió giùm. Trời, tôi đang lấy đến cái gió cuối cùng ổng ập vô ổng ghen. Ghen mà tao nói tơi bời quá lá mà cái chuyện nó không có cái gì hết vậy đó hả? Bà cạo gió cha hai cải. Ủa? Bà cạo ở đâu? Lưng chứ đâu. Ờ vậy hả? Sao bà ổng phân đặng cho ổng biết? Phân rồi, phân tao đúng rồi, cái bạn Hồng mà không nghe. Phân là phân, người ghen là ghen hả? Rồi giờ hai ổng đâu rồi? Trời ơi, đang đấu vô mồm ở bên nhà ổng ơi. Sao mà bà ổng ở bển mà can gián rồi bà qua đây chi? Tôi vừa nhào vô là ổng nói đòi giả, tôi té miệng, ai dám nhiều can. Trời đất ơi. À, tôi giờ chỉ có một mình anh thôi. Anh là mượn anh qua bên đó anh giải tỏa cái chuyện này, nếu không thì đầu rơi máu chảy. Ông Tư ơi, tôi lại ông Tư. Ông Tư ơi, xin ông hãy thương chừng. Trời ơi, bà làm tôi giống như hồ quảng, tôi cũng làm theo bà. Mệt quá bà ơi, đứng ngay đi. Để vô thay đồ rồi tôi đi qua. Ông hứa nha ông Tư. Mệt bà quá trời, quá đất bao nhiêu đó. Thương chồng tôi nghe ông Tư. Trời ơi, cái chuyện nó nhỏ quá mà tại sao ghen hả trời ơi. À bà chạy về bển chúng tôi đầu rơi máu chảy. Ông Tư ơi, qua liền nha ông Tư ơi. Chim Lâm nè. Vô mày vô. Vô chứ đi làm ông nội. Vô. Nó bước vô. Nó bước vô. Cái bước vô. Cái bước vô. 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 Nó mày vô. Vô. Bước đi. Bước đi. Bước đi. Bước đi. Không sao. Quẩn. Vô viên. Vô viên. Vô viên mày. Áo là biết lông. Quẹt mũi áo nè. Thấy con người biết lông nhập tao chưa. Tự nhiên mày quần mày cái gì. Thấy đồng con cậu bại chưa. Thầy mày đi chưa. Con mày bước vô. Bước vô. Bước vô. Bước vô. Bước vô. Bước vô đây. Bước vô. Quánh sao quánh? Quánh quánh lẹ lẹ đi, cái sao quần ngoài tao mệt. Ông cầm cái này là cái tượng cái chiếu thấy không? Đúng. Phải không? Cái chiếu thì ông cầm đây không? Bổ á. Bổ à. Rồi cho bổ xuống. Ừ. Ông chiếu là tượng cái chiếu thấy không? Hả? Sao quần tượng vậy? Qua đây. Bổ ơi, cầm hả? Chắc thôi, bà vợ tôi nhưng mà tự mua một tỷ cho nó giết tôi hả? Cái cô phải không? Ừ. Cái chiếu đâu phải không? Ừ. Vô cái đầu đó. Đi hả? Rồi. Rồi, rồi. Sao mày? Đúng. Nó ngon mày vô. Ủa trời ơi! Đừng có ngồi bước vô! Áo! Ai đây? Hai người làm ngộ quá ha! Đâu ngộ? Ở đây là Liên Cô Lâm kia hả? Liên Cô Lâm nè! Ờ, có cô nữa ha! Ở đây là Đồng Cô Ngoại hả? Ờ, Đồng Cô Ngoại! Thấy tính cho buồn coi không? Coi gì? Kệ nó chứ! Giống như vậy coi phim vậy đó! Phim gì? Phim hai khùng! Rẻ đó! Khùng dễ tụi nha! Cái già mà khùng khó tỷ đó mà! Quá chứ! Bỏ xuống! Bỏ xuống! Bỏ xuống đi! Bỏ xuống! 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 Muốn không? Hả? Khùng hả? Khùng hả? Nói từ người bọn tôi mới nghe, nói tùm lum sao tôi nghe được? Cái gì? Phải nhập được, nhập một mũi khác. Tôi nghe 16 mũi. Chứ không phải biết tôi Lâm nhập đâu. Nè, tôi hỏi anh nha. Phải không? Anh coi nè. Sáng tôi giác cuốc tôi ra đầu. Tôi đi nửa đường, tôi sực nhớ là tôi bỏ quên cái bịch thuốc rê ở nhà. Mừ. Đó, tôi trở về. Phải không? Trời ơi, tôi trở về vừa tới đầu ngõ thôi. Tôi nghe một cái tiếng cười, trời ơi, một cái cảnh tượng. Tôi lần tôi nghe tiếng cười nham nhở, tôi mới bước vô trong nhà. Trước mắt tôi, một cảnh tượng, trời ơi, một cảnh tượng không thể nào tưởng tượng được, anh Tư ơi. Cảnh tượng gì? Thấy thằng cha này, cha này thải nè, nằm mình ngửi chả, nó vừa trong bóc không có muốn giải che thân. Sau đó, kế bên thằng cha, chả là chở tôi làm gì mà mong em làm cho bé ảnh ảnh cười thứ hai nhất một cái giọng cười nhanh nhở. Ông uống thuốc liều hả là hai cãi liều vậy Tư? Anh Tư sao nghe thằng chả nói tưởng cái thằng này mày muốn cái gì? Mày muốn gì? Thôi mày đi vu khống người ta hả? Không phải lộn không đúng không? Hai người ham đến lộn đúng không? Thích đến lộn không? Thích không thích? Giờ sao chơi đi. Chơi luôn. Chơi theo cái nào? Một mình không có theo hai đầu mà mình cũng dắt hai người được chạy vô. Nói lớn rồi mà hai người không nghe, để đứa nó dòm nó cứ cười thấy không?
cái gì cũng tao giải quyết. Nhưng mà anh phải... Tại sao bà ông qua nhà tao mà không mặc đồ sao? Tại mà không mặc đồ, tại có mắt ông là lòi chồng sao? Quyến quần này nó cũng còn, không nhận là cái áo tôi không có mặc. Nhưng mà ông hiểu lầm rồi, không qua ông ghen tập bị tập bà. Mà tại sao ông qua nhà ta sáng sớm mà ông không mặc áo là sao? Đồ nham nhở nữa là sao? Đơn giản tôi nói cho anh nghe nè, trời ơi cái gia đình tôi thì vợ mất sớm, sống có mình là còn hai đứa gái lấy chồng khác, một mình trong căn nhà bơ vơ vậy đâu có ai chăm sóc. Rồi bơi lên cái qua dưới vợ ta bay bà. Chứ sao hôm qua ăn uống không biết ăn trúng cái gì đau bụng nằm lầy dãy vụ nguyên đêm, xong xuôi cái tôi bò qua nhà của chị ba nè đó, tôi canh ông đi cái tôi mới vô, tôi cởi áo ra tôi nằm xuống cái băng cho chị cạo gió. Trời đất ơi, cạo gió thôi mà. Cạo gió, cạo gió hả? Cái gì nói đây là sao mà máu đổ vậy? Bình định tôi hỏi anh, tôi hỏi anh Tư nha. Cạo gió nghe không? Cạo gió sao không nhờ tôi cạo mà nhờ vợ tôi cạo? Nhờ cạo đúng rồi. Trời ơi, tôi có nhớ cạo tôi tức lắm. Tức gì? Tôi nhờ ba lần rồi mà cái thứ này nó cạo làm như nó ghét tôi cái hồi nhỏ lắm. Mỗi lần nó cạo gió nó quyên cái chai dầu mà dầu gió mà tôi đút sức hết một cái chai, nó cầm cái muỗng mà nó cạo vậy nè. Rớt cái lưng tôi nó lột hả ba bốn mấy vàng. Trời ơi, nghe đó tôi còn mới ít. Ông ghen mắc cười quá à. Hồi đó trẻ trung người tóc còn nhiều không ghen, giờ tóc không còn con nào ghen con cái nó cười hả? Sao bà nói gì mà cũng lôi cái tóc của vô hả? Nè tôi cho nè, tôi cho biết nè, đi ông đi hỏi anh Tư đi, hỏi đi coi có cái trường nào dạy cạo gió không, tôi đi học liền. Cạo người ta cạo sao chịu, bị biểu bệnh hoạn chi. Đó, ai muốn bệnh đâu, nhưng mà cạo kia đó sao tôi chịu nổi, tôi mới nhờ chị ba cạo giùm. Ai có ý đồ dê bậy dê bạ đâu, người ta lớn người ta phải có suy nghĩ chứ. Ai đi mà có gì là bằng chứng không cạo gió không? Có sao không có, đây nè, coi. Trời đất ơi, cái lưng gió không nè, còn vậy mà ghen tương cái gì nữa. Ông sao ông lớn rồi, không có trầm tĩnh chút nào hết trơn cái trỏi á. Ham quýnh lộn lắm, già rồi còn hăng lắm. Trời ơi trời, cỡ hai ông là tôi quýnh lộn tôi nó ngon lắm hả? Cỡ tôi nè, thấy không? Chấp hai ông ba bi 10 điểm luôn nè. Trời. Dám không? Thôi anh Tư. Nói là chồm sớm với nhau phải giết cẩn thân gì cẩn lên. Tôi thấy cha hai này cũng tốt với ông lắm. Có ăn nhậu hoài với ông luôn. Mỗi lần anh Tư nhớ ông đám giỗ cái xong để dành cái đồ ngon cho anh trả không à. Rượu cũng đem qua cho anh trả. Thậm chí để dành tiền mời anh trả lên thành phố, lên Sài Gòn đi vô sở thú cho đi xuống làm sen làm dịch nữa. Anh em với cẩn thân gì cẩn lên có gì đâu. Cái chuyện đó là cái chuyện là cái ơn nghĩa tôi trả sao, còn cái chuyện này là cái chuyện ai biểu cái có giọng cười nham nhở chứ. Giọng cười gì tại vì chuột lét nhột quá phải cười chứ ai mà cũng cười. Anh cũng đừng có nói chuột lét nhột nha. Cạo gió anh nhột thì anh cười chứ không phải là chuột lét gì mà nhột mà cười. Bây giờ cái chuyện nó rõ như ban ngày vậy rồi. Ông cảm thấy hổ thẹn cái lương tâm không? Ghen bậy ghen bạ đó. Đã thấy mắc cỡ không? Thì cũng có. Đó, có gì nít nó giận không? Nó cười ghê đó, thấy không? Cười gì tụi bay? Bay cười cái gì? Thôi, mình người lớn, đừng có gây với nít. Mấy con về đi con, không có chuyện gì gia đình không, có chuyện gì về đi. Về đi mấy đứa. Về đi chịu tao qua từ nhà tao nói chuyện với cha. Thôi, hăng quá. Mệt ông quá à. Bây giờ tôi nói với ông là muốn chiến tranh hay là hòa bình nữa thẳng thế này. Tôi á, tôi muốn hòa bình á. Ở đây ở đời không nào điên mà muốn chiến tranh đâu. Hòa bình phải không? Giờ hai ông nó còn tình cảm là còn sớm không? Còn xong còn tối lửa tắt đèn có nhau chứ xong. Thì hai ông ôm nhau hung nhau thậm chí tôi còn anh. Hung đi. Trời ơi thôi. Cho bà cả bụng không cho hung chịu sao nổi. Thôi bắt tay ơi, thử bắt tay. Hung giả cái đầu giả đâm vô cái đầu tôi. Thôi ông đầu tôi chi, biết hung cái đầu tôi chi. Thôi. Hung nhau đi. Hung là đồng loại nhau, ôm nhau. Thì có ý kiến là không hung bắt tay được không? Được, làm gì thấm thiết thôi. Tay. Tay đi mình. Mà con sao bằng láng gì gần mình á. Ủa bắt tay mà làm gì ghê vậy? Tôi không thích bắt tay kiểu gì. Tôi không muốn kiểu đầu. Bỏ tay ra trước đi. Trời ơi. Kiểu nữa hả? Trời thế này kinh. Còn thiếu. Thiếu cái gì? Yeah. Trời ơi. Yeah. Nắm tay kìa. Ghen nữa. Bà đâu rồi? Má con đẻ. Má con đẻ. Dư Thiền hả? Dạ. Mình gọi em. Bà đừng có khùng quá, bà đứng dậy đi. Hả? Mệt bà quá đi. Trời ơi, tôi đang rối quá, tự nhiên con gọi làm tôi bị quýu, tôi không biết ai gọi tôi nữa à. Bà làm gì nãy giờ tôi kêu bà muốn rác cái cổ đâu bà không lên tiếng. Trời ơi, tôi đang bận ở dưới nè. Bà bận cái gì? Tôi bận. Bận gì? Thì tôi bận chứ tôi phải bận chứ tôi không bận rồi sao tôi nói bà không phải bà vụ bận quần áo. Tôi phải không? Bà bận cái gì ở dưới? Không phải, tôi nói không phải là ít nó nữa.
gì? Tôi bận là cái bận dở dang của tôi kìa. Dở dang gì? Bây giờ không có chuyện gì đâu, có chuyện gì tôi đi xuống tôi bận tiếp. Đừng đợi tôi hỏi thăm. Hả? Lúc này bà loạn ở trong nhà rồi phải không? Sống ở trong nhà là bà có tôn ti trật tự đàng hoàng. Dạ, thưa mình gọi em có chuyện gì? Bà nói bà bận cái dưới bếp rồi, bận cái gì chứ? Dạ, em bận cho heo, cho gà, con vịt nó ăn. Bà coi thú vật hơn tôi hả? Trời ơi, mình ơi, mình nghĩ sao vì mình? Cái tình cảm con người nó phải có cái sự phân bằng đồng điều ra á, chứ nó có sự ranh giới ra chứ. Tôi quý mình là chồng tôi. Còn tôi thương gà vịt, heo gà là tại vì tôi cũng nuôi ra nó. Rồi tôi nuôi nó lớn lên, tôi bán nó đi thì nó có cái giá trị của nó, rồi tôi đem tiền về đây, tôi nuôi mình. Rồi tôi thương mình là tôi thương mình, cái giá trị khác là tôi... Thôi, bà nói nhiều quá. Ý bà muốn nói là gà vịt bà nuôi mà bán được, còn tôi mà bán được gì? Không phải, trời ơi. Tôi nuôi gà vịt, tôi lấy tiền về tôi nuôi ông, rồi nuôi ông lớn lên, rồi ông già đi, rồi đến bây giờ tôi ông mắng giết tôi. Tôi hỏi bà nè, bà biết bữa nay ngày gì không? Ngày giỗ tía thì ngày gì nữa? Ngày giỗ tía tôi, tức là cha chồng của bà. Đúng rồi. Là ông nội của ông Đẹp. Ông? Con Đẹp đâu? Ai biết? Tại sao cái ngày giỗ của ông bà nói mà nó không về? Không. Năm ngoái cũng vậy mà năm nay cũng vậy là sao? Phải mình ơi, tôi nói mình nghe. Con ở trên Sài Gòn nó học nó cũng có cái bận chuyện của nó chứ. Bận cái gì? Bận cái gì mà tới cái ngày giỗ ông nội nó không về? Đốt cây nhang trong nội nó không được hay sao? Thì nó bận... Bận gì? Thì tôi nghe nói là ở trở nó bận luyện thi cái gì đó. Luyện thi? Nó thi hay là bà thi bà biết? Thì nó cũng đánh thư về cho tôi mới biết. Đánh thư hồi nào? Thì thư đâu, tôi đâu có nhớ đâu. Hả? Biết bữa hôm nó gửi tôi lá thư mình làm việc bận chuyện nhiều quá rồi qua không biết để đâu rồi. Nó gửi cho bà, tại sao bà không đưa cho tôi? Thì tôi cũng bận chuyện quá rồi, ông cũng bận chuyện rồi, tôi đâu có nhớ đâu. Bà kiếm được lá thư đây đây cho tôi. Đâu rồi? Gì vậy? Thơ quá đâu rồi? Trời, thơ bà kiếm đâu, cũng kia cũng vậy. Đây. Ông đợi tôi chút xíu đi. Xin lỗi đi. Bà là giết hết nó nổi. Đây. Cái gì mà lâu lắc vậy? Đây. Thư con mà mấy khi mà nó đánh về đâu, bởi vì tôi phải lận ở trong người rồi, cái bận rộn quá rồi quên gì đó. Tới con cái đâu có khi dễ tôi. Nó gửi cho bà. Mà đâu gửi cho tôi. Thì tại vì tôi thiệt bọc của tôi nha. Thì nó nói chuyện gì? Thì tôi cũng biết cái mặt chữ gì đâu mà tôi đọc. Tôi chỉ biết là giống như là chỗ con nó bận thi rồi giờ nó gửi cái lá thơ về vậy chứ. Được, nó từ nãy giờ chứ đã đọc cái gì đâu. Ừ. Ông coi thử, ông cầm ngược rồi đó. Nó cầm ngang gì mới đọc được. Mệt quá bà ơi, cũng biết dốt rồi, bà đặt xén vô ngoài. Ông rải mặt chữ cho nó hiện lên đi. Có thấy đường tới xá gì đâu đọc. Phải không, tôi nghe chắc ông cũng biết đọc giống tôi quá. Tôi không biết đọc hả? Tôi là chủ nhà không biết đọc hả? Vô đây cái bắt kiến rồi thôi. Dạ. Đi. Xin lỗi mình quên. Mà hỏi bắt kiến mình để đâu mình? Trời ơi trời, thì bà vô đầu giường mà lấy vô tôi để đầu giường chứ đâu. Mệt quá. Xin lỗi mình, nhiều lúc mình bận chuyện của mình quên đấy. Gì mà thách gì đùm đùm đề á? Dạ thưa bác, bữa nay đám giỗ ông nội. Ông nội ai? Dạ ông nội Đẹp. Thì ông nội Đẹp hả mày nói ông nội Đẹp? Nó ông nội ra ngoài nghe lấp lửng tưởng nó hiểu lầm hay sao? Dạ thì con nói lại. Ừ, nói cho đàng hoàng. Dạ bữa nay là đám giỗ ông nội của Đẹp. Ừ. Con có một ít trái cây. Đây cũng là lòng thành của một thằng cháu, mặc dù trái cây bây giờ nó rất là lên giá. Thôi. Trời ơi trời. Mày ăn nói xong để dài dòng lý sự quá. Thôi bỏ vào vỏ đi. Rồi để đây lát thím mày đem để bàn thờ. Dạ, có ý con để ra đặng cho bác Tư thấy nó đẹp mà nó mắc tiền vậy thôi. Dạ. Cảm ơn lòng thành của con, ngồi uống nước đi. Dạ, cảm ơn bác Tư. Nè. Dạ. Mày sẵn mày đi, mày mắt mày sáng mày đọc tao cái lá thơ này coi được. Ủa thơ ai vậy bác Tư? Đẹp nó gửi về á. Kiếm, tôi mới tìm được con nè. Khỏi. Dạ, chào bác. Chào con, chung cha bay lâu ngày không gặp, nay tóc dài dữ bay. Dạ, không có tiền đi cắt. Trời ơi, bay để gì, mai mốt nhìn đi ghê lắm à. Đâu biết, tại để tiền mua trái cây qua cúng ông. Này chu đáo được thôi, cứ để tóc dài đi, có trái cây nhà ăn cũng vui. Cứ để. Nè, để là đọc thơ cho tôi được rồi, khỏi bác kiếm. Này đẹp nữa thơ, bác. Để coi thơ đó. Dạ, đọc để coi đọc cho. Kỹ nha. Dạ.
ông thơ kính đáo rồi để mày đọc được không? Không có sao đâu mà, nó con cháu ở xóm tròn có sao đâu. Rồi mày đọc mày biết chữ không? Dạ biết. Con biết đọc. Đọc nhanh nha. Kính thưa bà má. Đúng rồi má nè con. Đám dỗ. Mày tính đọc cho lẹ ra mày về hay gì? Mày đọc, mày đọc cho kỹ rõ ràng đàng hoàng, mày đọc cho hết cái lá thơ, mày đọc không nữa ai bỏ không nữa vậy mày? Con đọc hết nè. Hết rồi mà hết mày còn bỏ luôn khúc mày ơi. Con đâu có bỏ cái gì đâu, bác Tư nói con bỏ gì? Bỏ việc kính thưa tía đó. Trời ơi mẹ ơi. Không có kính thưa má không à, không có kính thưa tía. Con mẹt nó giết cho có một mình tôi à, nó đâu có giết cho ông đâu. Thôi mày đọc rồi. Nè, kính thưa má, đám giỗ năm nay nhằm ngày sinh nhật của bạn trai con. Mày làm gì vậy? Con làm cái gì con khóc dữ vậy? Hả? Ủa sao vậy? Mày trúng gió mày làm cái gì vậy? Ủa con ủa. Đợt đẹp nó có bạn trai rồi. Thì nó có bạn trai con vui chứ làm gì mà. Có bạn trai hồi nào bạn nó sao tôi không biết vậy nè? Hả? Nó có hồi nào? Cái thằng nó ở đâu? Hả? Thì tôi đâu có biết. Thì đúng rồi, con gái mà nó lớn lên thì nó phải có bạn trai thôi. Thì cũng giống như là tôi ngày xưa tôi lớn lên tôi phải lấy chồng. Mày đọc tiếp rồi nha, đọc tiếp rồi nha, nó nói gì? Con đọc á, con phải tên là kính thưa tía thân yêu. Để ông này ông hay giận sản và ông la gì cho con đẹp nó có bạn trai chuyện của nó. Thì con đọc. Kính thưa má, kính thưa tía. Thôi đừng xạo rồi. Không có thưa tía. Này con thêm vô cho bác Tư đỡ tuổi. Tuổi gì? Đọc nguyên văn cái trong đó rồi. Kính thưa má, đám giỗ năm nay của ông nội nhằm ngày sinh nhật của bạn trai con nên con không về được. Má lựa lời nói với tía giùm con. Má giữ gìn sức khỏe con của má. Con đẹp. Con hư là tại mẹ mà. Đúng, con hư là tại mẹ. Tại sao con đứa có bạn trai mà không cho tôi biết? Đúng vậy, tại sao không báo cho con Tư cha biết? Thế mày, chồng tao nạt tao được cái mày mà nạt tao tao tắt mày cứ như là văng môi mày văng ra ngoài đường luôn á. Thôi bà khỏi nói chuyện sờ bát nữa, bà trả lời cho tôi biết đi. Là bây giờ con gái mình nó lớn lên rồi thì nó phải có bồ chứ. Nó có bồ chứ ai cho nó có bồ? Nó có chồng tự tôi gả đó. Lớn rồi, cha mẹ đặt đâu đó mà ngồi đó. Đúng, nói gì bác Tư là con đồng ý. Cha đặt đâu con phải ngồi đó, mẹ phải ngồi riêng. Trời, sao kỳ vậy? Mày đứng này mày xạo mày, nói hồi xà bát mày. Trời ơi, thì tôi nói cho ông nghe. Ông á, con người ông á, cứ gì ta nói nóng mất khôn, giận mất linh. Thôi bà, đừng có nói văn chương nữa. Ngày đám giỗ ông nội nó mà nó không về. Nó coi trọng bạn trai nó hơn tôi mà. Không phải. Đúng, nó coi trọng bạn trai hơn, bác cứ cãi không. Nó không nghe. Bây giờ bà vô bà lấy giấy viết lại tôi. Ông đừng có giữ như vậy. Trời ơi, ông giữ, ông không giữ, cứ chửi tôi hoài à. Tôi nói thiệt, ông giống như con sư tử hà mã, con voi rừng vậy đó. Ông suốt ngày ông cứ la mắng tôi à. Rồi ông đến từ từ. Ủa mà lấy giấy viết cho làm gì à? Lẹ rồi anh, lấy tài lẹ cho tôi. Mau theo đi, lấy đi, lấy đi. Lấy hả? Biết gì đâu. Trời ơi trời, tập bằng thờ của ông, ông già tôi nữa. Tôi biết mà, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Bà này tối ngày lu bu, không có làm được việc gì trong nhà nữa. Không có làm được cái gì hết, con có bồ mà cũng không cản nó nữa. Nói như vậy là tôi nói thiệt với anh Tư nha. Hả? Vợ tao hay vợ mày để thấy mày rầy hoài à? Xin lỗi anh Tư, con bị lộn. Tức quá đi. Ôi mày trúng gió hay gì vậy? Không biết tại sao đọc cái thơ xong mồ hôi mẹ mồ hôi con nó ào ào nó tuôn ra. Giấy viết đâu? Trời ơi con chú, ra chợ tôi mua tờ giấy cái giấy không? Trời ơi trời giấy viết cái nhà cái đâu? Cầm tay đi chữ đâu mà có giấy. Trời ơi, trời thiệt, cái nhà này loạn hết rồi. Bởi loạn đúng rồi, cái nhà này loạn, cái nhà này không có con bước vô là loạn hết. Nãy giờ mày nói gì tao không hiểu á, mày điên hả Đực? Tao vừa đi cửa dĩ mày tao coi không được rồi nha. Đầu óc con bị loạn rồi. Trời ơi, giấy viết ở đâu? Ông chạy, mày chạy đi, mày chấp cái đấy, mày chấp đi. Viết giấy gì cho bà Sáu, chứ nhà bà không có. Bà nói đi qua nhà bà đó, bà đứng sau bàn thờ là có. Nhà mình mà bà rành mà tôi không biết gì đâu. Mày biết chữ không? Mày viết thơ không có chữ cho đẹp ra. Mặc dù con không có học bằng đẹp nhưng mà con biết viết chữ. Mày biết viết là được rồi, mày đừng có nói dông dài của mày. Nó biết là được rồi. Mày xạo quá mày. Mày biết viết chữ không?
Tao nhớ thời buổi này người ta cầm viết cầm giấy tao ghi gì không à? Quên. Mày nghĩ sao mày muốn gì mày ghi được mày là lạ. Con quên ngày xưa học chữ nho không à? Thím Tư là học chữ cũng ít nhưng mà con cầm viết thì thím thấy sai sai. Để tôi rõ cái đi viết. Rồi. Bắt đầu viết. Ghi chữ bắt đầu viết à? Bà không phải mày. Tao biểu mày bắt đầu viết. Chuẩn bị á. Kêu viết đi bắt đầu với bắt giữa không lẽ bắt giữa. Được chưa? Con đẹp. Đẹp con. Tao muốn con đẹp mày. Tao ghi đẹp con nó tình cảm. Tình cảm là khi nào tao tình cảm con lúc nào tao giận tao kêu con đẹp. Thích thì ghi con đẹp. Không có con đẹp nó giống như là trời đèn á gì đó nó nhỏ xíu à. Ông ghi đẹp bà con. Bà có để tôi nghĩ văn chương tôi viết thơ không? Con đẹp. Con đẹp. Rồi. Ngày xưa ghi chưa? Lạc Long Quân lấy bạo cơ đẻ ra trăm trứng. Rồi trăm trứng nó nở thành trăm người con. Kẻ lên rừng người xuống biển. Nó mới biến thành nhiều dòng họ. Ghi chưa? Mình ơi. Gì? Không phải tôi nhắc tuồng mình là mình có lộn không? Chứ nãy giờ mình biên thư hay là mình kể chuyện cổ tích? Đúng rồi á, con thấy câu này này, bây giờ nãy giờ thấy bác gái cái này mới đúng mà. Không lẽ ghi giống vậy? Mày ghi vậy cho tao? Tự nhiên cái ngày xưa. Ngày xưa Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ đẻ ra 100 trứng, nở 100 người con, kẻ đi lên rừng người xuống biển, làm thành nhiều dòng họ chấm. Trong đó có họ nhà ta. Trời đất ơi, dễ sợ dữ vậy hả? Diễn tả sao quá. Mày ghi vô. Trời ơi, tôi nghĩ cái lá thơ này chắc viết ngày mai đó, sao? Có họ nhà ta bắt đưa đi sao quá. Người ta coi phim. Nhớ nè. Người ta coi phim có đi. Đi. Con nên nhớ rằng nhà ta có ông tổ. Nhà ta có ông tổ. Ông tổ là ai? Ông tổ là ai? Có ông tổ mới có ông sờ. Có ông tổ mới có ông sờ chứ. Sờ. Ông sờ. Ông sờ là ba ông sờ. Ghi sợ vô. Đúng không? Mày ghi đi. Thì thêm dấu cũng không ăn thua gì nhưng mà con sợ sai chứ. Không có sai. Có bay tao lắm lịch sử hết trơn. Thôi con ghi. Phim Hàn Quốc bây giờ có phim trăm tập á. Lá thư này đảm bảo có trăm lá thư mới gửi tới cái lá thư. Tôi giả được bảo cái là cái bảo còn cái đang cái cháu à. Có ông tổ rồi mới có ông sờ là cha ông sơ rồi. Có ông sơ mới có ông cố. Có ông sơ. Đúng rồi, có ông sơ. Có ông cố. Có ông cố mới có ông nội. Có ông cô chứ. Đúng mày. Ông cô đâu đó. Ông nội. Có ông cô mới có ông nội. Có ông nội mới có tao. Có là... ông nội mới có tao là... Ba của mày. Là tía đi. Là tía đi đừng có ghi ba. Là tía của mày. Cha rồi cũng ghi lộn rồi. Gì? Có ông nội mới có tao. Là tía của mày. Là tía của mày. Ừ. Đúng rồi, đó vậy đi. Mà có tía mày, mày có mày. Có tía mày. Ủa rồi phần tôi đâu, phải có công tôi rồi mới nói ra đó. À đấy, tôi đang viết thơ. Đang nói dòng họ bên nội mà. Tôi đang tập trung. Có một mình ông sao ông làm nên đó. Ông phải kể là cứ có công tôi chứ. Bà đứng chưa? Lát viết bài thơ đưa dành bà một trang với mình bà đó. Bà đúng cái rồi. Sao đam mê danh vọng quá. Thế còn gì nữa. Tại sao mày không nhớ? Mẹ chứ. Ngày nay là ngày đám giỗ ông nội mày. Tại sao mày không nhớ ngày nay là ngày đám giỗ ông nội mày? Mà mày không về. Mà mày không về. Tao cho mày biết. Tao cho mày biết. Nếu mày không về. Nếu mày không về. Tao sẽ lên Sài Gòn trị tội mày trong nay mai. Tao sẽ lên Sài Gòn trị tội mày trong nay mai. Ừ. Cho con thêm cái câu này vô đi. Con phải thêm cái câu này vô nè. Tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu mùa. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu không biết, mà giữ như con cọ. Mày nói gì vậy? Cái cha con viết lộn cái bài Ngọc Sơn vô đây nè. Vậy là mày ghi mở mặt mà để là bài này nghe Ngọc Sơn hát rồi mày ghi vô chứ đừng để tao. Vậy để con mở mặt nghe Ngọc Sơn hát. Ghét bỏ mày. Ký tên. Tư Ủa Bò. Tư con ghi số 4 được không? Muốn làm gì làm. Ừ, gì được á. Số 4. Đang hả? Hả? Cho con mượn cái mặt bằng rộng rộng chút đây. Ủa chi vậy? Ủa? Làm gì vậy? Ủa bay vẽ gì giống khúc mía quá vậy đực. Chút xíu nữa là thấy. Nó là cái bụng. Ủa
con vẽ giống con cò. Đó, con vẽ con cò xong rồi con mặc hai cái này lại là thành cái cổ lấy cái... Mày khùng, mày khùng. Tao tên Tư cổ cò, mày vẽ con cò vô chi? Hả? Thì Tư là số 4 nè, rồi giống mũi tên chỉ vô cái cổ gọi là Tư cổ cò. Trời ơi, cái nặng danh này cổ cò là cái chỗ nơi mình ở. Của tao tên cò hả? Ờ, vậy thôi thì ghi Tư cổ cò, rồi. À, cho miếng tái bút đi. Tái bút con ghi vô là tía giận dữ lắm khi viết thư đó, để cho mày không mà không đem ra kiếm gửi liền cho tôi. Ủa, mấy ngày mới tới? Thì 3 ngày. Không có 3 ngày hết á, nổi chiều nay mới tới. Trời ơi, chẳng lẽ giờ tôi đi xe đạp lên chở tôi gửi nó xong tôi chạy về đây? Bà đem ra xe tốc hành gửi liền cho tôi, bắt buộc nó phải về đây trong chiều nay. Chiều nay cái thơ đều không tới tại nó, không đó không về. Ngày mai tôi lên thành phố tìm nó. Cái này gắt quá. Ông quá à. Tôi đưa mẹ về. Ủa, trời ơi, con ơi, thơ chưa gửi mà tao lòng. Mẹ ơi, sao con về? Trời ơi, mẹ ơi, con về rồi hả? Để ra mắt. Bà để đó, để chưa? Nói giật trâu cũng chết nữa, hết sức là bà phụ. Mày đứng đây tao nói chuyện mẹ. Phụ nó tay cho con, nó về nó mệt. Con đi vô tắm rửa tay, rửa mặt. Mày đứng đây, cho tao hỏi. Mày có biết bữa nay là ngày gì không? Dạ biết. Ngày gì? Dạ sinh nhật của bạn trai con. Dạ không có, dạ ngày đám giỗ ông nội. Tao đập cái bình này lên đầu mày bây giờ. Đám giỗ ông nội mày mà mày không về, mày coi trọng cái sinh nhật của thằng bạn mày. Hơ hơ ông nội mày hả? Đúng, bác nói câu này đúng nè. Con đâu có nói má được để cho tía biết mà. Khổ quá, má cũng muốn giấu lắm nhưng mà. Giấu làm sao được, thơ này tôi đọc mà làm sao giấu được. Trời ơi, má cho ông này biết là cả xóm biết luôn. Trời ơi, bởi rồi má cũng đâu có muốn gì đâu con, tại cái mặt chữ má đọc không có được. Bây giờ bắt tất cả mọi người nghe tôi hỏi, không được ai nói chuyện gì hết. Mày đó, dạ. Cho mày lên Sài Gòn ăn học để biết chữ nghĩa với người ta. Dạ. Chứ đâu phải cho mày lên Sài Gòn ăn học mà quên nguồn, quên cội, bán rẻ nơi quê hương đất tổ của mình. Đâu có đâu tía. Tôi giờ gì nè. Thì đó đúng đâu. Tôi nói ông nghe, bây giờ con nó mới đi về nắng nôi mệt mỏi, nó còn say nắng. Tôi nói bà đứng. Bà đứng chứ. Đập cái bình này rồi đậu hai mẹ con bây giờ. Tại sao vậy mày? Dạ đâu có đâu. Bạn trai mày là thằng nào? Dạ. Đúng, bạn trai là ai? Kể đi. Bạn trai nó là một đứa con trai mà ông. Dạ anh. Đứa con trai. Nói đi. Nói đi. Dạ ông. Cầm rồi. Má, con khổ lắm mà. Tao đang nói chuyện với mày, bỏ đi vô hả? Đúng rồi, tại sao bỏ đi vô cái đồ mất dạy? Đồ mất dạy mày. Hả? Con xin lỗi. Nói nó khổ là khổ cái gì? Nó khổ cái gì? Nó khổ là tại ông đó. Trời ơi, ông nghĩ thì sao vậy? Con gái của tôi là con vàng, con ngọc. Nó về đây, nó chưa kịp rửa tay, rửa mặt, chưa kịp nghỉ ngơi, chưa kịp được nhìn mặt ba mẹ nó. Vậy mà ông nỡ lòng nào? Ông nhảy xuống sổn vô, ông chửi xối xả nó. Ông chửi mà mặt nó coi như là nó vô không cần rửa mặt mà mặt nó cũng sạch nữa. Con nghĩ sao vậy? Ông già rồi, ông thấy tắm, ông đổi nếp như vừa phải thôi. Mai mốt nữa, ông khó tính khó nếp gì? Ông vô rồi, ông ở với khỉ đi. Bây giờ bà muốn leo cái đồng không phải không? Bà leo phải không? Đó, ông kêu leo đi. Leo cái đập cái đồng bà chứ leo. Hả? Đi vô. Ông. Đi. Cái nhà này loạn hết rồi. Cái nhà này muốn leo đậu cổ tao hết rồi. Bây giờ tôi mới biết rồi. Đi vô. Ông là con khỉ già, khó tính. Mày thấy không? Cái nhà này càng ngày càng loạn lên. Đúng. Phải biết kẻ trên người dưới. Không biết ai hết mới là sao? Hả? Tại sao nó không biết ai là kẻ trên, ai là người dưới hết? Được. Cái nhà này không có con là không được một cái gì hết. Được. Không ai vậy hả? Tao rất ghét cái hạng người mà tao nói chuyện mà xen vô. Con cũng vậy, con rất là ghét những cái hạng nào mà đó. Ủa bác nói ai? Tao nói mày. Tại sao bác đuổi con? Tao biểu mày đi về. Con qua đây là con ăn đám giỗ mà. Chưa cúng. Chừng nào cúng tao kêu qua. Thôi đi về. Đuổi về thôi. Con bác mà bác còn đuổi được mà con hàng xóm ăn tu gì. Nhưng mà nhớ ăn cúng xong là phải hú con tiếng là con qua liền. Mày về. Đi về. Dạ thưa ông chủ. Trời, hết hồn hết vía. Dạ em mượn tiền phải không? Dạ. Thấy cái thái độ khúm núm cộng thêm cái giọng nói đứt khúc của tôi biết nghe ý đồ của cậu rồi. Dạ không, nó dám nó giấu gì ông chủ.
Dạ má em bệnh nặng lắm ông chủ, mà nhà thì đang túng thiếu, ở trong nhà không có gì bán hết trơn rồi á, cho nên buộc lòng em phải tới đây nói với ông chủ là cho em mượn trước 2 tháng lương. Cái bài ca này xưa quá rồi, cổ lỗ sĩ quá rồi. Cái lý do mà má đau cha chết, con bệnh vợ đẻ không còn tác dụng nữa đâu, lựa cái lý do khác đi. Dạ thưa ông chủ, đây là lần đầu tiên tôi tính mượn tiền ông chủ, mà ông chủ do đó là nhiều người đã nói với tôi câu đó rồi. Đối với cậu là lần đầu, nhưng mà đối với tôi là thứ ngàn lẻ một lần rồi. Chán lắm, chán còn hơn là thôi. Nếu cậu không còn lý do gì khác á, thì xin được kết luận không một tiếng thôi, nhưng nghĩa dài bất tận. Nhưng không phải đâu ông chủ à, nhưng má tôi bệnh thiệt mà ông chủ. Ông chủ, ông chủ. Anh có tiền không? Thiệt nghĩ mà tức mình. Nhiều khi anh muốn nghỉ phước đi cho rồi, thì phải sống với một con người không có tình cảm như là cái ông chủ bán hột vịt này nè. Nhiều khi anh nghĩ chắc anh điên mất. Nhưng mà mỗi lần mà anh nghĩ tới má và em đó, anh phải cắn răng để mà chịu đựng. Chứ còn ở thành phố này mình cũng không quen ai, tìm được một chỗ làm thích hợp với mình thì cũng không phải là dễ. Vậy là mượn tiền không được phải không? Mà nghĩ cũng ngộ, thì tiền cho nhân viên mượn thì không có, mà tiền vô quán bia ôm cho gái thì ào ào với lá mùa thu. Bây giờ làm sao đây anh? Má cứ nằm rên hoài cả tuần nay không có miếng thuốc nào. Bây giờ chỉ còn cách là em về em hút thuốc nam cho má uống đỡ đi ha. Em à, anh nghĩ gì nè, tôi để anh bán chiếc xe đạp của anh đi. Rồi làm sao mà anh đi làm được. Thôi anh à, chiếc xe đạp á, thì cũng chỉ đủ cho má uống 2 lần thuốc là cùng, không có thấm vô đâu đâu. Thôi để em về. Bùi à, anh có cách rồi. Anh có cách này sẽ mượn tiền được của ông chủ, nhưng với điều kiện là em phải làm theo đúng như lời anh sắp xếp. Thì miễn là có tiền để lo cho má, dù đi ở đợ em cũng đi nữa mà. Không, không cần phải ở đợ. Chúng ta chỉ cần diễn một màn kịch cho ông chủ hảo ngọt này coi. Ông ta sẽ vừa là diễn viên vừa là khán giả. Có nghĩa là... Rồi em sẽ biết. Alo, tôi đây. Anh Ngọt đó hả? Cái vụ mượn tiền phải không? Tôi đã nói với anh là ngân quỹ đã cạn rồi. Đồng ý là còn chút đỉnh, nhưng mà tôi đã có dự kiến để mua thêm hộp vịt, để muối, để xuất khẩu rồi. Hả? Không được, tôi đã ký hợp đồng rồi mà. Tôi đã nói với anh là mua 10 cần xé cốc xanh để anh mua chưa? Hả? Làm gì thì là chuyện của tôi. Anh là cung tiêu, tôi cứ lo hàng cho tôi đi. Đi đâu nữa? Trời, hết hồn hết vía. Tôi sai thằng Ngọt nó mua cốc xanh để độn với hộp vịt muối xuất khẩu theo ý kiến của bà đó. Làm ăn á thì phải biết mánh mung như vậy mới có ăn chứ. Biểu nó lựa trái lớn mà tròn á, đừng có méo xẹo mà nhỏ xíu á là dễ lắm à. Để tôi dặn nó. Ủa, bà tính đi đâu đó? Đi chùa. Phải à. Hôm nay rằm, bữa nay ăn chay nha bà. Thôi tôi cũng nghỉ làm để coi nhà cho bà đi chùa. Dĩ nhiên rồi. Thời buổi này đâu có tin ai. Tôi đi chùa về tôi phải ghé chị Thái đánh vài chén mới về nhà. Nếu có trưa quá ông ăn đỡ bánh mì trong tủ lạnh nha. Không được bỏ nhà đi đâu hết nghe chưa. Đi đâu nữa bà hay lo xa quá. Tất cả quần áo của ông tôi đã khóa trong tủ hết rồi. Có giỏi à bận bộ đồ ngủ đó mà đi. Thấy chưa, thấy thương chồng ghê chưa? Nhưng mà yên tâm đi, tôi là một người đàn ông gương mẫu, một người chồng lý tưởng mà bà. Lý tưởng, gương mẫu, chứ còn hôm kia ai ở quán đi ôm thì mấy con nhện nhện nó móc hết tiền. Thỉnh thoảng là tôi mới đi chảy tim mà thôi. Chuyện đã cũ rồi, sao bà còn ai? Nhắc để cho ông nhớ đời, cứ lủi vô mấy cái quán bia ôm ấy em. Phải ôm bia hà, ra nhị tì mà than thân trách phận nhau. Bữa nay ăn chay đừng nhắc chuyện không nên. Từ nay tôi đã biết ăn năn, tôi thề không uống bia ôm. Tánh của ông thì hay hảo ngọt, có ngày ông bị gạt mất sạch túi của ông, lại còn bán tặng cái bệnh sida là tàn mạng.
Tôi là hội viên hội chống sida mà bà, làm gì nó đến gần tôi được. Thấy tôi là nó sát vô bậy, tránh xa 80 cây số có. Chạy xa để lấy trớn sáp vô cho nó mau quá chứ, ở đâu mà tránh xa. Tại vì con sida nó đẹp lắm, nó thơm lắm. Bởi vậy tôi phải dùng những biện pháp có vẻ hơi quá đáng này với ông, chỉ nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe cho ông, cũng có nghĩa là bảo vệ hạnh phúc gia đình, và cũng có nghĩa là góp phần lành mạnh quá xã hội. Gì không? Vậy tôi cũng đề nghị bà nghĩ đánh tứ sắc đi. Bởi vì đánh bài cũng là tệ nạn xã hội mà. Đó là nói mấy ông chặt hẹo, đánh xì phé, sập xám, bài cào kìa, sát phạt nhau bằng tiền bạc kìa, bằng nhà lầu xe hơi kìa. Còn tứ sắc là một cái môn giải trí rất là thanh lịch. Có xui lắm thì đứt dài cây là cùng, quá nhẹ nhàng. Thôi, ông ở nhà nha. Chùa. Cái bà riết rồi bả làm quá đáng, vượt qua cái lằn mức quy định. Bữa nay nghỉ ở nhà cũng không Alo Ngọt đó hả? Chiều cho xe tới chở ha. Cốc xanh chứ không phải là chanh cốc mày. Cốc xanh thì mới trộn với hột vịt được chứ, nhỏ xíu mà trộn sao được mày. Trộn để hả? Ủa mà để làm gì tới cãi người ta chứ, mày thắc mắc chi vậy? Nhiều chuyện mà. Lựa cái loại cốc bằng cái trứng vịt đó nghe. Thiệt là bực mình, làm ăn gì mà cứ đòi mượn tiền hoài. Chết gì nữa đây, nó nữa. Alo, đây nè, mượn tiền nữa hả? Phải, anh đây. Phượng đó hả? Nhớ chứ, nhớ cái mùi thơm đặc biệt của em đó nghe. Bữa nay kẹt rồi, bữa khác đi. Được. Tối nay anh mang tới nè. Bao nhiêu? 2 triệu cũng được mà, nhầm nhò gì tới 3 cái lẻ tẻ đó cưng. Nè, đừng có ngồi với ai nghe. Anh qua thấy em ngồi với ai là anh giận à nghe. Thôi ha, see you again. Dạ chào ông. Dạ xin lỗi, dạ có ông Thông ở nhà không ạ? Cô là ai vậy? Dạ thưa em là, dạ em là em gái của anh Ngọt, em ở dưới quê lên kiếm ảnh. Dạ, ảnh nói là ông chủ của ảnh là Thông, là Văn Thông. Thông là anh nè. Mời em ngồi đi. Nói vậy em là em gái của Ngọt đó hả? Dạ phải, em là Bùi Lê Thị Bùi. Ủa sao thằng Ngọt anh Ngọt họ Trần mà em họ Lê? Dạ tại vì hai anh em một mẹ khác cha. Hèn gì không nghe ảnh nhắc đến. Ảnh chỉ nhắc đến cô vợ mới cưới dưới quê thôi à. Như vậy thì bất công lắm. Có vợ thì không còn nhớ đến tình anh em gì hết trơn hết rồi đó. Dù là một mẹ khác cha nhưng mà cũng là tình quyết thông mà, cùng chung bầu sữa mẹ trưởng thành. Còn vợ chỉ là người chứng, người chứng thì có ăn nhầm gì. Tôi nói em nghe có đúng không vậy? Nếu là tôi thì người tôi chỉ Ngọt sẽ Bùi, chính là người mẹ khác mẹ dịu dàng, giọng nói ngọt ngào, đôi mắt cá bồ câu. Trời ơi, phải chi mà em có được một người anh như là ông chủ. Anh đừng kêu ông, tội anh mà Bùi. Dạ anh chủ. Anh thôi, chủ là chủ với anh Ngọt kìa, còn với Bùi thì anh thôi. Dạ. Trời ơi, nhắc tới anh Ngọt em giận ghê vậy đó. Anh ấy hả chỉ biết lo cho vợ thôi đó. Nên là má đau anh cũng không có màng tới. Nhắn mấy tin mà anh cũng không về, còn tiền thì cũng không gửi một xu nữa. Anh nói hả, ông chủ đây tiền bị kẹt, lớp thì mua hộp dịch, lớp thì ở ngân hàng, cho nên là ảnh có đến mượn tiền nhưng mà ông chủ nhất định không có cho. Bậy vô cùng bậy à. Tuy có tiền này bị kẹt thiệt á, nhưng mà chuyện gia đình mà má đau á thì anh Ngọt cũng phải nói chứ, cũng phải lo chứ, phải không? Anh lo liền à.
Sao sao vậy em? Dạ. Đừng khóc, cứ nói anh nghe được không? Má bị bệnh phổi đó anh. Trời. Má ho suốt ngày. Mới nói phổi mà anh ho là thế không? Nếu mà không kịp trị thì có lẽ là chuyển qua lao phổi thì khổ luôn. Ôi, ba cái bệnh đó bây giờ bác sĩ người ta trị 50 giây là xong à. Cứ chở má lên đây đi, đưa vô bệnh viện đi. Anh lo từ A đến Z. Đấy, nè, bây giờ lấy 2 triệu về lo chi phí đi. Còn thiếu, anh lo thêm, cứ cầm lấy. Trời, ông chủ rộng rãi như vậy mà anh nói là ông chủ keo kiệt bụng xỉn. Ừ, rộng lắm chứ. Ủa, mà ảnh nào? Cho chồng em á. Ủa? Chồng hả? Chưa. Em còn con gái. Hết hồn hết vía à. Sao em vừa nói em chồng em á? Ta nói chồng là chồng của chị dâu em. Tại vì em nói lẹ quá đi à. À, chồng của chị dâu em. Dạ. Tức là của anh em đó. Dạ. Tức là anh Ngọt phải không? Dạ. Anh Ngọt nói anh bụng xỉn keo kiệt hả? Dạ. Được rồi, lần này anh chưa theo thằng khốn nạn nó biết tên anh sẽ anh chủ ơi. Anh chủ đừng có đuổi ảnh. Anh quên. Tại vì em nói bậy thôi. Thôi em trả lại tiền cho anh chủ nè. Em được rồi, anh sẽ chẳng những không đuổi nha, mà anh sẽ còn tăng lương cho ảnh nữa, hiểu không? Nhờ ảnh không cởi tiền về quê á, cho nên anh mới được gặp em và làm quen với em đó. Bùi ơi. Dạ. Em có biết là em đẹp lắm không Bùi? Trời ơi, ông chủ nói vậy chứ. Em là cô gái nhà quê. Ủa, da đen mặt nám sống nghề nông dân. Thơ hả, thơ hả. Tuy rằng mưa nắng bao lần, nhưng anh vẫn thấy tâm hồn lân lân. Xin cho anh được cần, cho tim anh hết bâng khuâng gọn gàng đó. Trời ơi, thơ vô liền. Bùi ơi. Dạ. Gần em tự nhiên anh muốn thành thi sĩ quá Bùi. Dạ. Nhưng mà vậy nè, thưa ông chủ, em chỉ cần 500.000 thôi. Còn lại thì em xin trả cho ông chủ. Coi kìa, tại sao chỉ có 500.000 à? Tại vì lương của anh chỉ có 500.000 một tháng. Em mượn trước 1 tháng thôi à. Bà bậy nữa. Chuyện này anh biết, tiền này anh tặng riêng cho em. Cất đi, cất kỹ đi. Không cho anh cất giùm cho anh. Không cất anh giận quá vậy, cất đi. Dạ thôi, không có được đâu mà. Anh dặn em kỹ lắm. Anh nói là... Anh dặn em. Bộ anh biết là em tới đây hả, anh dặn em. Dạ không. Dạ không. Tại vì em ở dưới quê em lên đây. Cái em đi tìm ảnh. Rồi cái mới gặp ông chủ nè. Ủa, sao ảnh dặn dò em là sao? Dạ tại... Dạ tại vì mỗi lần về quê anh dặn em không có được mượn nợ của ai quá 500.000 đồng. Mượn nhiều quá mình không có đủ sức trả cho người ta thì á. Anh của em dặn như vậy thì đúng đó. Dạ. Nhưng mà đây là trường hợp đặc biệt. Đây là anh cho em, anh tặng em, anh cho má. Má em được. Thiệt vậy hả? Ừ. Dạ. Nếu vậy thì cảm ơn ông chủ. Anh chứ đừng có ông. Anh ghét ai gọi anh là ông chủ lắm. Nè, sau khi má hết bệnh á, em đi đây làm việc chung chỗ với anh luôn nè. Dạ, nhưng mà em đâu biết làm gì. Em khỏi phải làm cái gì hết trơn rồi. Chỉ ngồi trong phòng với anh thôi à. Hả? Ngồi trong phòng với anh hả? Trong phòng làm việc của anh á. Em sẽ ngồi trên một cái bàn màu trắng, bên cạnh một bình hoa màu vàng đó. Khi có tiếng chuông điện thoại reo đó, cầm điện thoại lên. Alo, dạ đi, đúng là công ty xuất khẩu hộp dịch muối. Dạ có, đó vậy thôi à. Rồi các em hướng cái đôi mắt mơ màng nhìn về anh, đó chốt chút đó. Rồi các em nói, anh ơi, có điện thoại. Đó, em chỉ làm nhiều đó thôi à. Anh sẽ trả em thù lao là 2 triệu đồng, kèm theo một hồng đầy đủ tiện nghi cho em ở nữa. Lâu lâu anh tới anh thăm chút, hiểu không? Em ở rồi em... Dạ, dạ đúng chỗ. Ừ, làm hết hồn cái gì à? Mày anh Ngọt, có gì sao anh không gọi điện thoại với anh Ngọt? Trời đất ơi con Bùi. Dạ. Tại sao con mặc ở đây? Dạ, tại vì em định lên đây tìm anh. Tại vì má bệnh. Má bệnh à? Biết rồi bệnh à? Nhưng mà công việc ở công ty còn đăng đê đê. Ai chỗ mày lên đây? Đi về mau, đi về gọi cho má đi. Dạ, để em về. Dạ, em chào ông chủ.
Dạ thưa ông chủ. Giờ em tôi có làm gì không phải, xin ông chủ bỏ qua cho. Tôi ấy chưa là có làm gì gì không phải á, mà anh á, anh làm tôi không phải đó, anh làm tôi mất hứng à. Hứng? Ông chủ đang hứng ha, cái gì ông chủ? Hứng, ê, hứng cái gì kể cha tôi chứ. Anh tới đây làm cái gì vô giờ này vậy? Dạ, vô báo cáo với ông chủ biết là cốc xanh tôi đã cho về kho hết rồi. Dạ, toàn bộ trái to không à ông chủ. Dạ, trái nào trái nấy bự bằng trái trứng hụt vịt muối xuất khẩu vậy. Im. Dạ. Ai biểu thà đây nhiều chuyện, đổ bể ra là... quên ở đâu mà còn sạc nghiệp nữa. Ủa nhưng mà em thấy đâu có gì đâu mà phải sạc nghiệp ông chủ. Sao không sạc nghiệp? Ủa, bồ thực sự anh không biết gì hết ha. Dạ biết chứ. Biết sao? Dạ biết rành lắm. Rành sao? Ông chủ mua cốc xanh về, rồi ông chủ vú cho nó vàng lên, rồi cái ông chủ đem ra cho mấy cái xe ba gác bán trái cây ở chợ Cầu Muối đó. Bán đi rồi lời gấp đôi đó mà. Chị mà cũng nó biết nữa. Đồ ngu dễ sợ. Ta mua cốc gì để người ta làm kêu quên đúng rồi anh giỏi quá, anh hay quá. Hay quá, thôi nghe biết như vậy là được rồi, nghe hào tốt rồi, nghe đừng có biết thêm nữa nghe. Nguy hiểm nghe. Chết rồi ông ơi, ông hay cái gì chưa? Rồi biết rồi, đứt mấy chén sạch túi rồi phải không? Im. Nghe tôi nói nè. Gì nữa? Lô hàng xuất khẩu hột vịt muối của mình đang bị hải quan đặt vấn đề. Hả? Họ nghi ngờ mình có độn cốc xanh trong hột vịt. Trời, bà có chắc vậy không? Bà Tám Thiều, bà bị mực bị bể rồi. Chết cha. Cho nên họ mới nghi ngờ hộp dịch của ta. Họ niêm phong lại để kiểm tra từng thùng. Phen này sát nghiệp ông ơi, ông mau chạy thuốc nếu không là tàn đời. Thuốc gì mà chạy bây giờ, phải chi mình có... Dạ chuyện ấy để cho em làm. Dạ em có thằng bạn quen trong ấy. Phải không? Để em hỏi nó thử xem sao. Vậy thì chú Hải chạy mau nè, lấy xe cúp chạy cho nó lẹ. Dạ đưa ông bà chủ em đi liền. Đi lẹ là đi. Hú bà hồn chín vía về ăn cơm với cá. Không có thằng Ngọt là mấy cái thùng hột vịt của mình bị khui ra rồi. Vậy mà không tốn một đồng. Trời ơi, thằng Ngọt thiệt là giỏi. Quá giỏi đi chứ. Mà bà, gia đình chú Ngọt nghèo lắm, có một mẹ già và một người em gái. Nhân dịp này mình tìm cách giúp đỡ cho chú ấy đi bà. Ông tính trước đi. Tôi tính vậy nè. Sao? Giúp tiền bạc chỉ là tạm thời thôi. Tôi định cho cô em gái có Ngọt á lên làm việc với mình luôn. Như vậy đỡ gánh nặng gia đình cho chú á. Được à. Nhưng ông định bố trí cô ấy làm cái khâu nào vậy ông? Để tôi suy nghĩ chút coi. Tôi định đưa cổ làm thư ký riêng cho tôi đó. Cổ trực điện thoại thôi à. Đấm bóp cho ông khi nhàn rỗi ha, lúc vắng người hả? Dẹp đi lập tức về nhà làm quản gia cho tôi. Người anh trung vậy chắc người em không đến nổi nào đâu. Mà bà sao kỳ quá gì? Đụng tới là nghi ngờ à. Ông bà ta có câu ngừa bệnh hơn là trị bệnh ông à. Kìa gì? Chú Ngọt. Ngọt ơi, mới nhắc chú thì có chú tới hả? Dạ chào ông bà chủ. Dạ em tới xin ông bà chủ cho em nghỉ phép 3 ngày để em đưa má em đi bệnh viện. Được, cứ ở lo má chú hết bệnh cái đã, chừng nào trở lại làm cũng được mà. Chú Ngọt nè, tôi nghe nói có người em gái phải không? Đó. Kêu cô ấy lên đây ở với tôi. Căn nhà to lớn như vậy á mà chỉ có mình tôi buồn lắm. Những người làm á thì không sao tin tưởng họ hoàn toàn được. Nè đây cầm mớ tiền về lo thuốc cho bà già rồi đưa cô ấy lên nghe. Nghe tôi cho thêm 5,000 nữa nè. Cho thêm 5,000. Cô ấy tên gì vậy? Tên Bùi. Ủa sao ông biết? Tôi nghe chú Ngọt nói á. Nè tiền nè, chú cầm đi chú Ngọt. Dạ xin cảm ơn ông bà chủ. Dạ nhưng mà gia đình tôi chỉ có một mình tôi là con trai độc nhất nè. Không còn anh em gì hết á.
hồi sáng này đó thì cái gì vợ tôi có lên đây đó ông chủ, nên vợ tôi có sai vợ tôi lên đây là xin mượn ông chủ trước một tháng lương là 500,000 nhưng mà ông chủ đưa tới 2,000,000 lận. Dạ bây giờ em trả lời cho ông chủ 1,500,000. Thì ra tất cả là do mày sắp đặt phải không? Thằng khốn nạn mày chơi ta hả? Tao dứt lập tức. Dứt rồi. Trời ơi. Cảm ơn chú Ngọt. Cảm ơn chú Ngọt nha. Chú là người thẳng thắn và trung trực. Cảm ơn chú vừa rồi đã cứu nguy cho công ty khỏi phải sạt nghiệp. Và cho ông chủ này, ông chủ Hảo Ngọt này một bài học ngọt ngào. Tôi hứa với chú, từ nay tôi sẽ làm ăn trung thực. Tôi sẽ làm ăn trung thực chú à. Và xin quan nghinh sự thức tỉnh kịp thời của bà chủ. Không phải đâu, không phải một mình tôi thức tỉnh, mà cả cái ông chủ này nữa. Ông chủ này cũng thức tỉnh luôn. Số tiền này tôi thưởng cho chú, không phải khấu trừ gì cả. Lương của chú từ nay sẽ tăng gấp đôi. Tôi không chịu. Nín. Chết gì? Ngậm miệng lại. Ngậm thôi. Thôi chúc bác gái mau bình phục nghe chú. Dạ xin thay mặt má tôi cảm ơn ông bà chủ. Ông sao vậy? Đừng bóp nó. Con ông. Trời ơi thấy vợ người ta là hiếp con mắt rồi. Trời ơi, có nãy giờ trợn không nè. Trời ơi, phải nói nó là em gái cho bộ. Nó phải nói như vậy chứ, nó phải nói như vậy ông mới cho nó mượn tiền chứ. Mượn 500, mượn có 500 mà chú ơi chị. Trời ơi, rộng rãi quá. À lê, ngồi xuống, thúc dầu 500 cái. Trời. Bắt đầu. Ây. 1, 2, 3. Quá bà ơi, làm cái gì? Đúng 500 chắc tôi đi đời. Cho ông từ nay bỏ thoái về, về không trật tự, về mất lịch sự, về ẩu về tả, có ngày tới tả. Thôi xin chừa, tôi không trúng duyên, tự đổi xin chừa, tôi không dám chê.